vì ai mà ga ơn bị xảy thai hả? Hả? Ta mà để cây kim lòi ra thì ông có im đi không? Khoan đã, mẹ đang nghe thấy gì thế? Dừng lại đi mà, tôi sẽ lấy tiền cho ông. Làm ơn về nhà đợi đi. Để mẹ đi gọi bác sĩ cho con nhé. Con đợi một tí nhé. Gaon, Gaon, ông biết là tôi dùng tòa nhà này để thế chấp vay tư nhân rồi mà. Giờ tôi phải làm sao đây? Nhà tôi phải ra đường ở rồi đấy.